vậy, năm 1771, ba ngôi sao đã dẫn cờ khởi nghĩa ở vùng Tây Sơn Thượng Đạo, lúc nàng Nguyễn Huệ vừa tròn 18 tuổi, đã cùng anh dẫn cờ khởi nghĩa ở đất Tây Sơn. Nhưng đến năm 1774, lúc nàng quân Tây Sơn bị dồn vào thế Dọn Thình, quân Trịnh ở phía Bắc và quân Nguyễn ở phía Nam. Trước tình thế đó thì Nguyễn Nhạc đã khôn khéo chủ trương tạm hòa với quân Trịnh để tận dụng lực lượng diệt Nguyễn. Năm 1775, 22 tuổi, Nguyễn Huệ chỉ huy đánh giáp trận Phú Yên. Chiến thế này đã làm vang danh Nguyễn Huệ, đưa ông lên hàng ngũ tướng soái cao cấp của quân đội Tây Sơn, mở đầu minh nghiệp bắt chiến bắt thắng. Và từ những năm 1776 đến năm 1783, quân Tây Sơn đã 5 lần vượt biển đánh vào Gia Định.